Chào các bạn. Chào các bạn, chào Phan Di, Eric Koma. Sau khi mà ngày hôm qua đọc cái bài thơ kêu gọi đứng lên của Cha Lý đó, thì có rất là nhiều bài gửi về, nhưng mà không có biết lựa cái bài nào hết đó. Nhưng mà có một cái bài rất là đặc biệt, là tại vì mình nghĩ là nên đọc lên cho các bạn trẻ bên Việt Nam, là tại vì em này gửi cái bài này đó, em cũng rất là trẻ. Em muốn gửi lời lời kêu gọi tới các bạn trẻ trong Việt Nam, ở trong nước luôn ha. Bây giờ mình đọc cái bài này nha. Lời kêu gọi giành lại lãnh thổ Việt Nam, gửi đến các bạn trẻ Việt Nam. Tại sao chúng ta mãi im lặng? Chúng ta là mầm non, là tương lai của đất nước. Việt Nam là của chúng ta. Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết xuống đường biểu tình lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi lại quyền con người mà chúng ta nên có. Các bạn có yêu quê hương và dân tộc của chúng ta không? Chúng ta đang sống và bị cai trị bởi cái Đảng Cộng sản khát máu dân tộc và hèn với giặc. Bọn chúng đem tuổi trẻ thanh niên, thanh nữ ra xứ người làm nô lệ để có chỗ trống cho bọn Tàu Cộng vô đàn áp dân lành và chiếm đất nước Việt Nam chúng ta. Thật quá đau đớn khi người dân Việt Nam vẫn còn mù quáng, u mê mà không chịu mở mắt, thì âm mưu diệt chủng người Việt chúng ta của Tàu Cộng đang được hoàn thành tốt đẹp mà không tốn một binh sĩ hay phát đạn nào. Hiện tại, bạn và tôi, người Việt chúng ta được thấy bọn Tàu Cộng nghênh ngang đi lại tràn ngập cả nước. Nhiều nhà máy và công ty do bọn Tàu Cộng làm chủ đã hủy diệt nhiều nguồn sống của nhân dân ta, chẳng hạn như Formosa. Bên cạnh đó, bè lũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thì ngày càng lộ rõ bản chất cướp của đánh đập người dân. Bọn chúng đang thi hành theo Hiệp định Thành Đô và đợi đến năm 2020 thì hoàn tất. Tại sao dân Việt chúng ta vẫn cúi đầu im lặng và sợ hãi? Chúng ta đang đợi gì và phải đợi đến khi nào? Một khi bọn Cộng sản Việt Nam và bọn Cộng sản Trung Quốc nó đã hoàn tất Hiệp định Thành Đô thì dân Việt chúng ta đứng lên không còn kịp nữa. Chúng ta sẽ bị Cộng sản Trung Quốc cai trị và con cháu chúng ta sẽ mãi là nô lệ cho Trung Cộng sau này. Tôi nghĩ mà thấy xót xa, đau và khóc cho dân tộc của mình. Vậy tôi và bạn, chúng ta hãy đừng sợ hãi và đừng im lặng nữa. Hãy mạnh mẽ đứng lên giành lại quê hương đất mẹ. Chúng ta hãy cùng nhau xuống đường đánh đuổi bọn bán nước và bọn cướp nước với những khẩu hiệu: Trung Cộng cút khỏi Việt Nam, đã đảo Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, Formosa cút khỏi Việt Nam, nước Việt là của dân Việt. Nếu chúng ta bị đàn áp bởi công an hay quân đội thì chúng ta phải tự vệ bằng cách đánh trả lại. Chỉ cần 1 đến 3 triệu dân trong 90 triệu dân cùng đồng lòng xuống đường thì Liên Hiệp Quốc, Mỹ sẽ vào can thiệp và nhân quyền thế giới sẽ lên tiếng. Đồng bào hải ngoại sẽ cùng đồng hành và lên tiếng cùng chúng ta. Họ sẽ cùng chúng ta phục hồi lại đất nước. Chỉ cần bạn và tôi, chúng ta hãy mạnh mẽ đứng lên xuống đường biểu tình, đánh đuổi bọn bán nước và bọn cướp nước. Chúng ta không thể im lặng mà sống nhục. Hãy đứng lên và hành động, hãy giữ lấy tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Chúng ta không làm nô lệ cho Tàu Cộng, đã đảo Đảng Cộng sản Việt Nam. Bọn lãnh đạo ngu dốt, quân lực thì yếu hèn, chỉ biết đàn áp dân.
Chỉ cần bạn và tôi cùng đứng lên lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam là thay đổi được tất cả. Hãy cho bánh xe lịch sử quay một vòng khác, nó đã đứng im lâu quá rồi. Các bạn trẻ Việt Nam, chúng ta hãy mạnh mẽ xuống đường biểu tình, tạo thành sức mạnh, chúng ta phải đứng lên như những bạn trẻ Hồng Kông hay người Nam Hàn. Chúng ta phải tạo ra một cơn gió mới trong năm 2017 này. 1.000, 2.000, 3.000 người, rồi con số này sẽ không dừng lại. Chúng ta đã im lặng quá lâu và quá đủ rồi. Nếu không muốn bị đàn áp bởi các lực lượng công an hay quân đội, thì chúng ta phải xuống đường mỗi ngày, suốt 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng hoặc nhiều hơn. Cộng sản Việt Nam và người dân chúng ta nhu nhược, yếu hèn nên bị bọn Tàu Cộng lấn chiếm. Dân thì chịu sống áp bức của chính quyền Cộng sản, chính quyền thì sống nô lệ cho Trung Cộng. Cuối cùng, người dân chúng ta sẽ bị diệt vong. Con cháu đời sau của chúng ta sẽ mãi là nô lệ và đất nước Việt Nam sẽ không còn tên trên bản đồ thế giới. Đất nước Việt Nam cho bọn Tàu Cộng vô ở, còn dân tộc Việt thì lưu vong ngay trên lãnh thổ của Việt Nam. Thật là đau lòng. Thì đó là bài viết của một người bạn trẻ gửi từ trong nước ra, là nhờ mình nên ủng hộ em, mình kêu gọi các bạn trẻ trong nước cùng đứng lên, vì một mình em thì không có làm được cái gì hết. Nhưng mà sau khi mà lời kêu gọi của đọc bức thư của Cha Lý ngày hôm qua là ngày 3 tây tháng 1 năm 2017, hôm nay là 4 tây tháng 1 năm 2017, thì mình nhận rất là nhiều cái lá thư và những cái yêu cầu là phải kêu gọi mọi người đứng lên á. Thì đọc trong những cái comments của cái lá thư mà của Cha Lý á, thì mình có thấy một cái comments rất là hay, có những cái comment rất là hay, thì sẽ đọc lên những cái comments đó để gửi tới tới mọi người trong nước nha. Cái comment này gửi cho kính nhắn tới Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, tỉnh Thanh Hóa. Phương pháp thần hóa Cộng sản tại Việt Nam chỉ là ảo tưởng thôi thưa Ngài. Chờ đến bao giờ nữa đây thưa Ngài, dân Việt đang chờ nghe phản ứng của Ngài trước khi quá trễ. Chân thành cảm ơn sự dũng cảm của Ngài. Thì đó là một cái comment gửi tới Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh ở tỉnh Thanh Hóa. Còn rồi có một em gửi vô là có những cái bước như là 10 bước, như là phải chửi Đảng Cộng sản, phải đứng lên. Thì có một cái comment của một người ở trong Facebook á, viết rất là hay, thì mình thấy rất là hay nên muốn chia sẻ cùng mọi người nha. Em đã viết tới 10 bước lận thì mình đã post trên Facebook rồi, thì cái người bạn ở trên Facebook đã comment như thế này: nếu 10 bước vô tù thì tao rút lại còn 3 bước. Một, mỗi gia đình chuẩn bị gạo, nước, muối, đường đủ dùng trong 1 tháng. Hai, cả nước đình công bãi thị, không đi chợ, không đi làm, không đi học. Ba, Cộng sản Việt Nam sập tiệm, chính phủ lâm thời bắt nhốt bọn bóp chu Cộng sản chờ ra tòa. Khoan hồng cấp nhỏ dựng lại cờ vàng do tiền nhân truyền xuống. Thì đó là comment của một người bạn ở trên Facebook, mà thấy rất là hay, rất là đúng nữa, là chúng ta phải đình công. Nếu mà chúng ta sợ đàn áp, bị đánh đập, thì chúng ta cứ chuẩn bị những cái thứ cần dùng ở trong nhà và đình công. Bãi thị, không đi chợ, không đi làm, không đi học gì hết. Trong vòng 1 tháng thì cái kinh tế Việt Nam nó cũng sẽ bị kiệt quệ. Rồi có một cái comment rất là hay nữa. Chúng ta đang dần đi vào con đường tuyệt lộ, dân tộc đất nước này sẽ bị diệt vong. Chúng ta không ai đành lòng ngồi nhìn Việt Nam đi vào chỗ chết. Thì thiệt, người dân mình nếu mà cứ tiếp tục im lặng, không có còn dám đứng lên nữa, thì là Việt Nam mình đi vô chỗ chết đó. Để có một cái comment nhắn gửi tới những cái những người cha ở trong nhà thờ, những công giáo ha. Chỉ có quý vị lãnh đạo các tôn giáo, nhất là công giáo, tổng khởi nghĩa trên toàn quốc với số đông hàng ngàn, hàng chục, ngàn hạt hơn, ôn hòa và dùng vũ lực như đốt phá cũng không nên ngoại lệ. Có như thế mới mong thắng Cộng sản mà thôi. Biểu tình ôn hòa chỉ là trò hề đối với lũ Cộng sản bán nước hại dân. Chúng không sợ ôn hòa, chỉ có đốt sạch Đảng Cộng sản một lần cho xong. Còn một cái comment khác cũng rất là hay nữa nè. Đã đến thời Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ, chúng ta hãy một lòng đập tan chế độ dơ bẩn này.
Thì đó là những cái comment mà mình thấy nên đọc và chia sẻ cho các anh chị em ở trong nước, là tại vì có rất là nhiều cuộc biểu tình ôn hòa đứng lên, nhưng mà chúng ta bị đàn áp một hai lần rồi không ai dám đứng lên nữa. Rồi đồng thời là cái lá thư mà là kêu gọi của cha Lý gửi ra thì có rất là nhiều bạn trẻ gửi cái message vô nói là một tuần một lần không có đủ. Bị gì á, nếu mà chúng ta bị đàn áp một lần thì đã bao nhiêu lần kêu gọi là tổng toàn dân đứng lên biểu tình mỗi tuần, vì cái vụ Formosa vừa rồi đó thì thấy không có làm được, thành ra mấy em mới là gửi cái message rất là nhiều vô nói là mỗi ngày chứ không phải là mỗi tuần, nếu mà mỗi tuần thì không có đủ sức mạnh để mà đứng lên, bởi vì chúng ta sẽ tiếp tục bị đàn áp, thành ra phải là mỗi ngày không phải là mỗi tuần, mà phải con số phải rất là mạnh. Bởi vì nếu mà các bạn muốn Liên Hiệp Quốc hay là những cái nước khác nhúng tay vô, hay là đồng bào hải ngoại nhúng tay ở ngoài vô, là phải có cuộc biểu tình lớn, không có thể nào là 100-200 người mà là phải 1.000 người, 1.000.000 người đứng lên thì ở người ở ngoài mới nhúng tay vô được, mới giúp các bạn ở trong nước được. Các bạn đừng có sợ, một khi mà nhiều người đứng lên thì toàn thế giới sẽ thấy tiếng nói của các bạn. Thì đó là những cái ý nghĩ mà mình đã đọc qua những hết rồi thì mình mới lược ra lại. Nhưng mà có một cái chú ở trong nước gửi ra một cái comment nói cái này, một khi mà chú đặt cái câu hỏi thì mình rất là giống như là rất là đau lòng khi mà nghe chú hỏi vậy đó. Chú hỏi một cái câu như vậy nè: Lưng nè, nếu Việt Nam thay đổi thể chế thì con có trở về Việt Nam để giúp một tay xây dựng lại đất nước không? Việt Nam mình giờ tan hoang hết rồi, chú nghĩ Việt Nam sẽ rất cần sự góp sức của cộng đồng. Cảm ơn con nhiều. Thì xin trả lời chú là khi mà đất nước Việt Nam có một sự thay đổi, không phải một mình con đâu, nếu thì rất là nhiều đồng bào hải ngoại rất là giỏi, người thật, việc thật và bằng cấp thật, họ rất là giỏi. Nếu mà đất nước Việt Nam cần tới mọi người ở hải ngoại thì con nghĩ là ai cũng có một cái sự góp sức rất là mạnh mẽ từ đồng bào hải ngoại. Rồi chú cũng có nhắn thêm nữa nha, để vì sợ là không một hồi không có nhớ nói, thành ra phải nói hết một lượt, là chú có nhắn thêm là phải nhắn tới đồng bào ở trong nước là gần Tết hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam rất nhiều, dù có giấy chứng nhận an toàn cũng không nên sử dụng vì nạn tham nhũng ở Việt Nam tràn lan, chỉ cần có tiền thì mọi thứ sẽ trót lọt. Con nên cảnh báo người dân trong nước phải cẩn thận đồ ăn Tết đợt năm nay, là tại vì đồ ăn rất là độc hại tràn lan từ nhập vô từ Trung Quốc. Thì đó là những cái mà mình cần nói cho cái mọi người biết trước khi mà bị quên đi. Chào Sanh Nguyễn. Chào Hai Lúa Xanh Trần. Các bạn khỏe không? Bây giờ gần tới Tết rồi đó, mọi người phải chuẩn bị tinh thần nha. Sẽ có rất là nhiều cuộc diễn ra trong năm nay. Nhất là bây giờ tới Tết Việt Nam thì mình hy vọng có một cái gì đó thay đổi cho đất nước của mình. Sophia Nguyễn, hello. Sài Gòn phải là thủ đô của Việt Nam, Tina Nguyễn mới nói. Thì lúc nào Sài Gòn cũng là một cái tên rất là đẹp cho đất nước của mình. Lúc nào mặc dù ở đâu hay là bất cứ ở nơi nào á, thì tên Sài Gòn cũng là những ở trong cái lòng lòng của người Việt Nam mình. Trần Minh Quân có nói là cách nào cũng hay nhưng không ai thực hiện, là mình đã thấy cái bài viết của Trần Minh Quân rồi, nhưng mà bây giờ người Việt Nam mình vẫn còn rất là nhiều người thờ ơ. Nhưng mà Trần Minh Quân, mình nhận cũng rất là nhiều cái ý kiến của các bạn trẻ trong nước là các bạn không có thờ ơ đâu, nhưng mà tự gì á, cái lòng đoàn kết của dân tộc mình chưa có đủ mạnh, thành ra các em sợ đánh lẻ tẻ rồi sẽ bị bắt. Thì mình cũng cảm thấy cũng đúng, là tại vì nếu mà mình đánh lẻ tẻ thì mình sẽ bị giống như là bị bắt, thì nó phí những cái những cái người mà có lòng có tâm cho dân tộc, rồi những cái nhân tài đó sẽ bị Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp. Thì mình muốn mọi người phải đoàn kết lại để đứng lên, chứ một hai người lẻ tẻ là sẽ bị đàn áp đó. Nói tới đoàn kết thì tự nhiên mình sực nhớ tới muốn dặn một cái bản nhạc quyết chiến lên cho mọi người nha, đợi chút xíu.
thì mình không có muốn là mọi người bị đánh lẻ tẻ rồi bị bắt. Thành ra nên đoàn kết lại, chúng ta phải đoàn kết thiệt là mạnh lại. Là tại vì nếu mà chúng ta cứ đánh lẻ tẻ là cái đảng Cộng sản Việt Nam nó đông quá mà nó cứ đàn áp người dân, thì người dân chẳng có làm được cái gì hết, mà còn bị mất những cái nhân lực, những cái nhân tài của đất nước nữa. Bài hát Chấm Thanh Long của Nguyệt Ánh hả? Để mình chưa bao giờ quên cái bài đó là sao rồi, chút nữa mình dặn nha, nếu mà có thời gian. Vương Lương có nói là chỉ cần một toán người đốt cây xăng từ thành phố này tới thành phố khác cùng một lúc thì sẽ có một cuộc nổi đứng lên của toàn dân. Có một chú nói vô là mình có thể phát động chiến dịch toàn dân Việt Nam làm lễ tưởng niệm người dân bị giết trong trận Mậu Thân năm 1968 không? Thì cái đó mình không biết, mình nên hỏi ý kiến của rất là nhiều người. Các bạn cứ comment vô đi rồi mình sẽ hỏi ý kiến các anh chị bên đây nữa nha. Là chú muốn nói là phát động chiến dịch toàn dân Việt Nam làm lễ tưởng niệm người dân bị giết trong trận Mậu Thân năm 1968. Hello Jeff, good evening. Bây giờ bên Việt Nam là khoảng mấy giờ? Chắc là gần 10 giờ sáng phải không? Chắc mấy anh chị cần phải đi làm. John Poker có nói là bơm xăng tầm vong vạt nhọn xài hết. Cái nào mà đứng lên được, chống lại được, bảo vệ lại được mình là cứ xài hết. Bây giờ mình nói là 9 giờ. Thì các bạn phải có những cái có nhiều, thật ra là mấy em mình thấy ở trong sau khi nói chuyện nhiều với các bạn trẻ bên nhiệt trong nước thì mình cảm thấy rất là đau lòng cho một cái thế hệ là ai cũng không có vô tình đâu, nhưng mà tại vì quá sợ hãi sống trong một cái chế độ mà bị đàn áp, bị áp bức một cái thời gian rất là dài thì mấy em rất là sợ. Thậm chí chỉ là text message thôi, send những cái message vô trong mình thôi mà cũng sợ, hỏi là chị ơi em nói chuyện với chị như vậy rồi em có bị bắt hay không, em muốn đứng lên lắm nhưng mà em sợ bị bắt quá. Hay là bất cơ thậm chí cả các em nào đó nói là trong cái nhà thờ, đi vô nhà thờ làm lễ mà công an chìm nổi đứng đầy ở trong nhà thờ thì mình cảm thấy là quá vô lý. Cuộc sống của mình mà nó giống như là kèm kẹp mình, giống như là một trong cái nhà tù lớn, mình có thể đi qua lại từ chỗ này tới chỗ kia nhưng mà chúng ta bị kìm kẹp bởi một cái đảng Cộng sản mà lúc nào nó cũng sợ người dân đứng lên chống lại nó. Nếu mà nó làm không có làm cái gì sai thì tại sao nó phải sợ? Nó sợ người dân đứng lên lật đổ là tại vì nó đã quá tàn ác với người dân, thành ra nó sợ người dân lật đổ nó. Rồi cộng thêm nữa là bất cứ cái gì, những cái em đó rất là sợ. Có nhiều em á nói với mình là mấy em biết được sự thật là khi mà ra khỏi nước Việt Nam để đi làm xuất khẩu lao động. Nói thiệt nha, một khi mà mình nghe cái chữ xuất khẩu lao động là tự nhiên mình giận lên liền. Là tự nhiên mình là con người mà tại sao giống như là một cái món hàng mà xuất khẩu là giống như đóng hộp rồi gửi đi, nhưng mà mình là con người mà lại dùng cái Cộng sản Việt Nam lại cho là phải xuất khẩu lao động. Nếu mà một cái đất nước an lành, một cái đất nước tốt đẹp thì mình đâu có cần phải đi ra làm lao động cho những cái nước khác, những cái nước kế bên, những cái nước rất là nghèo nàn mà mình phải đi xuất khẩu như vậy. Con người mình là con người đó chứ không phải là một cái món hàng đâu, mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn xuất khẩu ai là xuất khẩu. Hay là bây giờ thấy rất là nhiều chuyện là công an Việt Nam đánh đập dân mà đánh dân tới chết, rồi sau đó bắt người dân phải đi xin lỗi, là nói là quay phim không có đúng, người dân đó chạy chết, thấy cảnh sát, thấy công an chạy chết, quá vô lý. Nó đánh dân mà nó còn không nhận lỗi mà nó bắt mình phải xin lỗi nó. Cái đó là
sống trong địa ngục đó, không có hạnh phúc gì đâu. Các bạn, nếu mà các bạn cứ tiếp tục im lặng là cái cuộc sống địa ngục nó sẽ càng tệ hơn. Là tự gì khi mà cái Trung Quốc nó bắt đầu nó cai trị mình á, là mình sẽ không còn còn đường sống nữa đâu. Hiện tại bây giờ mà nó chưa có cướp hết, mà nó chưa có giành hết, mà nó đã ngang tàn như vậy rồi, thì tới chừng mà nó vô nó chiếm hoàn toàn thì người dân mình chắc không có còn gì để sống, mà mình phải sống lưu vong ngay trên đất nước của mình. Mình phải nói tiếng của nó. Mình không được quyền làm những cái gì mà mình muốn làm. Trong khi đó mình là người chủ. Mình là chủ đất nước, mình là chủ nhà, mà mình phải phục tùng nó. Cái đó quá vô lý, cái đó rất là đau lòng. Thăng La nói là côn an chứ không phải là công an, thì chắc là côn đồ đó, giống như là bọn côn đồ gì đó đứng lên là chỉ có đánh đập người dân, đàn áp người dân thôi. Nhưng mà hình như là thấy người Việt Nam mình hiền quá hay sao vậy, hiền tới mức độ là nó đánh dân mình chết rồi xong xuôi chỉ bắt lại rồi quỳ xuống trước cái quan tài hay là trước cái xác người chết đó thôi. Cái đó không có được. Cái luật pháp ở đâu? Không có luật pháp nào hết để trị tụi nó hay sao? Chỉ là quỳ xuống cái là mọi chuyện đều xong hết hay sao? Cái đó mình cảm thấy quá vô lý. Sophia Nguyễn nói là hình như Trung Quốc xây trường học ở đảo của Việt Nam rồi, thực phẩm chết chóc hết trơn, không biết chừng nào Việt Nam mới thoát khỏi Trung Quốc. Thì nếu mà chúng ta không đứng lên, chúng ta không là giành lại chủ quyền, thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị diệt vong, và chúng ta bị lưu vong trên đất nước của chúng ta. Cái đó là cái sự sỉ nhục vô cùng. Cái đó là cái sự cái mất nước, là một chưa có cái gì mà nhục bằng nhục mất nước. John Parker có nói là thấy Trung Cẩu tiệc Tây Tạng không? Nếu mà các anh chị em ở trong nước mà cứ tiếp tục im lặng, tiếp tục không có dám lên tiếng nữa, thì mình sẽ thành Tây Tạng thứ hai đó. Việt Nam sẽ thành Tây Tạng thứ hai đó. Bởi vì thấy bây giờ chú ở trong nước có nhắn ra là nói là bây giờ bên Việt Nam á, tụi Trung Quốc giống như là có cái đường dây nó bắt cóc người ở nước Việt Nam mình, rồi nó đem vô rừng nó mổ lấy nội tạng rồi nó mổ sống luôn đó. Thành ra các anh chị em phải cẩn thận. Mình nghĩ là nếu mà buổi tối hay là đi đâu á, đi một nhóm đi, hai ba người để bảo vệ với nhau. Chứ bây giờ mình sống ở trong nước của mình mà mình không có cảm thấy an toàn như vậy, thì bây giờ tạm thời cái thời cơ nó chưa có tới, thì mình phải bảo vệ với nhau đi, để mình dưỡng sức, để có một cái cơ hội khi mà cái thời cơ đến là mình phải nhặt vô cùng đồng bào, cùng tất cả các anh chị em ở trong nước một lượt đứng lên. Chứ đừng đánh lẻ tẻ là nó sẽ tiêu diệt những nhân tài hết. Nhân tài Việt Nam mình không có thiếu đâu. Mình nói chuyện rất là nhiều người, thì những cái em trẻ cũng rất là giỏi, nhưng mà quá sợ hãi, sống trong một cái chế độ mà nó độc tài cai trị như vậy á, thì đã một thời gian rất là lâu thì các em rất là sợ. Thành ra mình phải cố gắng bảo vệ lẫn nhau lúc này để mình dưỡng sức. Cơ hội đến là mình phải dùng lên liền tức khắc, đừng có để cho người khác đứng lên vì mình, mà mình phải đứng lên vì bản thân mình, vì cuộc sống mình. Cảm ơn Đông Hoàng. Cái tên thì có vẻ nam tính mà sao người lại đẹp và duyên thế. Thank you. Thì năm mới phải có nhiều cái sự biến đổi thì chúng ta mới có cái dịp gặp lại. Mình cũng rất là hy vọng là nước Việt Nam của chúng mình, tụi mình là có một cái sự ấm no, một cái sự dân chủ, một cái sự giống như là đất nước của mình rất là đẹp chứ không có xấu đâu. Nó đẹp lắm, nhưng mà có cái là hiện tại bây giờ thì với cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có nhiều anh chị em không có về nước, là tự vì họ không có muốn nhìn thấy cái cảnh người dân bị đàn áp bởi
Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành ra nếu mà đất nước thanh bình, đất nước có sự biến chuyển tốt đẹp hơn thì mình biết rồi, rất có nhiều anh chị em ở nước ngoài rất là giỏi sẽ về dựng lại đất nước cùng các anh chị em trong nước. Tân Thái có nói là ngày tàn của Cộng sản Việt Nam được đếm ngược rồi các bạn ơi. Very good, mình cũng hy vọng được như vậy đó. Mình đang đợi cái ngày đó đó. Các bạn hãy mạnh dạn lên, đừng có sợ. Nếu mà các bạn một con số nhỏ thì Liên Hợp Quốc với lại nước ngoài họ không có nhúng tay vô được đâu. Chúng ta phải đứng lên rất là mạnh. Phải, mình tới 90 triệu dân lận, cứ cho mấy triệu đi. Mình cho con số thấp nhất là 90, là 10% thôi, là cũng được là 9 triệu dân phải không? Bây giờ 5% thôi đi, 5 triệu dân đi, thì nó cũng có một cái cuộc đời mới đó, nó cũng có một cái sự mạnh mẽ đứng lên. Thì người ở nước ngoài, những cái Liên Hợp Quốc rồi với lại những cái anh chị em ở nước ngoài, anh chị em hải ngoại sẽ không bao giờ bỏ các bạn ở trong nước, sẽ đứng lên cùng các anh chị em trong nước. Trần Minh Quân có nói là mỗi lần nói là Hàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam là bị tụi công an đánh, không hiểu tại sao. Là tự vì bây giờ cái quân đội công an Việt Nam nó quá hèn, nó quá nhục. Nó chỉ biết ai vua theo tụi Trung Cộng, ai vua theo cái tụi Cộng sản Việt Nam thôi. Nó không có dám làm cái gì đâu. Mà nếu mà toàn dân đứng lên, không ai dám đụng tới các bạn. Mình là không bao giờ đụng tới các bạn, không có nhà tù nào mà chứa được hơn 1 triệu dân, 2 triệu dân hết trơn á. Toàn dân hãy mạnh mẽ đứng lên. Các anh chị em ở hải ngoại rất là ủng hộ các anh chị em trong nước. Các anh chị em trong nước đừng có sợ. Có nhiều anh chị em ở nước ngoài nói là mình muốn về Việt Nam sống khi cờ vàng mọc lên khắp phố. Thì nói tới cờ vàng thì cũng khoe với các bạn là sau lưng của mình có một cái lá cờ. Là được được tặng đó. Tại vì thấy phát cái bản nhạc quốc ca Việt Nam Cộng Hòa mỗi lần mà livestream thì cái lá cờ đó được gửi tới. Xin chào JP. Thôi bữa nay nói tới đây thôi nha, bị gì mình không có muốn làm cái video clip nó dài quá thì mọi người coi rất là mệt. Thành là chúc mà các anh chị em ở trong nước một ngày thật là an lành và gặp lại các anh chị em trong dịp khác nha. Mình có rất là nhiều bài đọc lắm, bị gì các bạn trong nước gửi ra nhiều lắm. Nhưng mà không có biết là lúc nào đọc cho nó hết hoặc là phải lựa ra cái bài nào cho nó đúng thời cơ, đúng cái hộp như là cái ngày hôm đó hay là cái sự kiện ngày hôm đó. Thành ra cũng phải cho mình một ít thời gian nha. Trần Minh Quân nói là Lân nên đặt mai cái áo hình màu đó luôn hả? Nói thiệt muốn lắm nhưng mà không biết mua ở đâu, cũng không biết đặt mai ở chỗ nào. Bởi vì có nhiều bạn nói là sẽ gửi đó, nhưng mà không có biết là mua ở đâu. Bye bye các bạn nha.